Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-8 nhé, dòng xe SUV 7 chỗ cực kỳ đa dụng của nhà Mazda. Mà trong cái video ngày hôm nay, những ngày cuối tháng 10 của năm 2023, em xin phép được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mazda CX-8 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu cái dòng xe CX-8 này sẽ có thể nắm được. Thời điểm cuối tháng 10 này, cụ thể thì hôm nay cũng đã là ngày 30 tháng 10, thì cái chính sách giá bán vẫn được tăng cường ưu đãi, giảm thêm rất là nhiều tiền mặt của tất cả các phiên bản, cũng như là tặng anh em thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, một số phiên bản nữa anh em nhé. Vậy thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh, cũng như là bật nút chuông thông báo để cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda CX-8 2.5 Luxury. Bản này đang có mức giá là 949 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em, cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản bao gồm dàn phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ lăn cốp nữa. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.013 tỷ, trả góp thì đang là 227 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.011 tỷ, trả góp thì đang là 215 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 1.001 tỷ, trả góp thì đang là 197 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói ấy, thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ. Với cái mức ưu đãi như thế này thì anh em cũng nên cân nhắc là đặt cọc sớm để được hưởng cái chính sách tốt nhất anh em nhé. Hiện tại thì bên em đang sẵn xe giao ngay màu xanh, màu đỏ và màu trắng để có thể giao luôn cho anh em được. Còn xe màu vàng cát hoặc là một số các màu khác nữa thì anh em sẽ phải kỳ chờ sang giữa tháng 11 sẽ có xe về. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai. Đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium 1 cầu. Bản này đang có mức giá là 1.029 tỷ. Với mức ưu đãi ở thời điểm ngày 30 tháng 10 em cập nhật được cho anh em, thì đại lý bên em cũng đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản nữa anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.102 tỷ, trả góp thì đang là 244 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.100 triệu tròn, trả góp thì đang là 232 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 1.085 tỷ, trả góp thì đang là 214 triệu. Hiện tại cái bản 2.5 Premium 1 cầu này thì bên em đang sẵn một xe màu trắng, một xe màu đỏ để giao ngay. Còn các xe màu khác thì anh em sẽ phải ký chờ và sang đầu tháng 11 và giữa tháng 11 sẽ có xe về anh em ạ. Đây là tiến độ xe và chính sách em báo cực kỳ là sát, nên là anh em thực sự quan tâm thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3. Đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium 2 cầu 7 chỗ. Bản này đang có mức giá là 1.119 triệu. Hiện tại cái chính sách giảm tiền mặt và tặng bảo hiểm thân vỏ vẫn được thực hiện đối với cái phiên bản 2 cầu 7 chỗ này, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện bao gồm dàn phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ lăn cốp. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.195 triệu, trả góp thì đang là 263 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.193 triệu, trả góp thì đang là 250 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 1.180 triệu, trả góp thì đang là 232 triệu. Đó, mức ưu đãi này thì ở thời điểm này nó tăng cường thêm cái bảo hiểm thân vỏ được hơn so với thời điểm trước, giảm thêm những cái phần quà rất là đặc biệt nữa, thì anh em cũng nên cân nhắc là đặt cọc sớm giúp em, cũng như là quyết đoán hơn đi để có cái chính sách tốt nhất để gửi tới anh em ạ. Tiến độ rõ ràng và cái mức ưu đãi rất là rõ ràng rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nữa thì cân nhắc là phải gọi điện nhá, và đừng nhắn tin. Nhắn tin là chính sách của em là dưới chính sách cho phép của hãng nên là em không gửi qua tin nhắn đâu. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư. Đó là cái bản Mazda CX-8
2.5 Premium 2 cầu 6 chỗ. Bản này đang có mức giá là 1 tỷ 129 triệu. Chính sách giảm tiền mặt cũng tương đối là sâu ở thời điểm này, vẫn tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 201 triệu. Trả góp thì đang là 265 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 199 triệu. Trả góp thì đang là 252 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 190 triệu. Trả góp thì đang là 234 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại, về quà tặng và tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Mazda CX-8 ở cái thời điểm ngày 30 tháng 10 rồi. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.